Chào các ba mẹ, hôm nay chúng ta sẽ cùng thử tìm hiểu cách mà chúng ta sẽ xử lý phần phát âm, nguyên âm, phụ âm cũng như là cái phần ngữ điệu intonation trong câu của câu chuyện Potato at School như thế nào nhé. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Các bạn có thể thấy ngay từ đầu tiên, từ hello, tuy không có trong bài nhưng mà ở đây chúng ta có thể thấy là có chữ hello này. Các bạn hãy chú ý là từ hello này thì có hai âm tiết và trọng âm thì rơi vào âm thứ hai nếu mình tra từ điển ạ. Vì vậy âm thứ hai đây mình ghi là low, mình đọc là low. Thế thì cái âm đầu tiên mình không đọc là hề, tức là nhìn thấy hề nhưng không đọc là hề nữa, mà nó biến thành âm yếu, chúng ta đọc là hờ, hello. Và ở trong trường hợp này thì bạn nhỏ này đã chào theo cái cách là hello, hello. Đó, tức là không cần rõ trọng âm quá nhưng mà thì kiểu tại vì đang đang gọi cao, gọi xa thôi mà. Hello. Bạn cùng nghe lại nhé. At school, I say hello. At school. Và cái điều rất là thú vị ở đây là cái từ at school này đó. Có chỉ có mỗi hai từ thôi. Ở trường thì tớ chào, thì tớ nói chào ở trường. Vậy thì trong giới từ, giữa giới từ ở và danh từ trường thì rõ ràng là từ trường sẽ quan trọng hơn đúng không, mang tính thông tin hơn, cho nên cái từ at này mình đi xuống và school đi lên, at school. Nếu mà mình chỉ đi lên không á thì thành là at school thì nghe rất là buồn cười, nó sẽ thành là mình nên nói at school. I say hello. Và để tạo ra cái tính nhạc trong câu thì người ta cũng nhấn vào I, thể hiện là à tôi là người lịch sự mà, cho nên tôi sẽ nói chào. I say hello. Và tương tự như vừa rồi thì mình cũng biết là trọng âm rơi vào low. I say hello. At school, I write in my workbook. Tương tự như vậy thì nhìn trong câu là mình đã biết rồi. At school là trọng âm này. I write in my workbook. Trọng âm sẽ rơi vào cái cuối cùng này, giống như cái hello vừa rồi. Nhưng cái danh từ cuối cùng sẽ phụ thuộc xem là cái trọng âm sẽ rơi vào đâu của cái thằng cuối cùng này thì ta cho nó vào đó. Vậy ở đây từ workbook thì mình sẽ ghi nhớ đây là giống như một cái danh từ ghép vậy. Có cái phần đầu này và phần hai này. Work là công việc, book là sách. Và đây là quyển sách bài tập vì nó là quyển sách mà tôi phải làm việc mà. Thế thì trọng âm sẽ rơi vào cái work, tức là luôn rơi vào cái thằng đằng trước, mang tính cụ thể hóa thông tin hơn. I write in my workbook. Đó, vậy thì chúng ta sẽ nhấn trọng âm vào đó nhé. Và thêm một cái điều thú vị nữa là từ at school thì cái từ tờ, cái âm tờ này mình sẽ không nói là at school, mình không cần phải ở giữa nữa đâu. Mình có đặt lưỡi vào đó at, nhưng mà không cần ra at school, đọc nhanh như vậy thôi. I write in my workbook. Và sau cái I write thì mình có thấy là bạn nhỏ này có ngắt âm ra bởi vì mình nói chậm rãi để cho người học tiếng Anh nghe theo. Vì vậy mình không cần nói nhanh. Nói nhanh sẽ là I write in my workbook. Thế nhưng đây mình nói chậm, I write. Vì vậy thì cái từ write này cũng kết thúc vào âm t, nhưng mà chúng ta cũng không bật nó lên và không cần phải nối sang phần tiếp theo bởi vì chúng ta đã ngắt rồi, không cần nối nữa. I write. Đấy, mình chỉ cần write như thế thôi. In my workbook. Và kết thúc thì vẫn mạnh lên để cho các bạn nhỏ khi học tiếng Anh thì nghe được rõ âm này. School, I paint pictures. Tương tự như vậy chúng ta thấy at school là trọng âm này, trọng âm vào school này, và I paint pictures. The pictures là danh từ mang thông tin mới ở trong câu này. Nhưng trong từ pictures có hai âm tiết thì trọng âm rơi vào pick. Vì vậy ta đọc pictures. I paint pictures. Đó. Chúng ta cùng nghiên cứu xem trong câu này cũng không có vấn đề gì cần phải lưu ý về phụ âm đâu. Chỉ có mỗi cái âm đuôi ở đây đấy, là âm t này, thì chúng ta cũng không cần đọc là I paint pictures, mà chỉ cần I paint pictures. Tức là chúng ta không nói rõ quá.
At school, I read books. Tương tự như vậy chúng ta sẽ thấy at school, I read books. Ở đây chỉ cần lưu ý hai điều ngoài cái vấn đề về trọng âm nhé. Trọng âm sẽ rơi vào school và I read books ra rồi. Thì ngoài cái đó ra chúng ta sẽ lưu ý thêm là to read này nó sẽ là âm y căng. Mình sẽ dễ bị đọc thành là read như thế này. Mình đọc lại I read book đấy, tức là mình đọc tốt sắc hết read book. Nhưng ở đây I read books, bởi vì từ read này chắc chắn đi với book rồi. Tôi làm gì với sách? Tôi đọc sách, nó là một cụm. Nhưng mà sách mới là từ mang thông tin, vì vậy trọng âm rơi vào nó. Từ read trọng âm không rơi vào nó, cho nên mình đọc thành read. Và âm y thì vẫn căng, cho nên mình vẫn phải căng ra. I read books. Từ books này nhớ là số nhiều, bởi vì ý là tôi đọc nhiều quyển sách. Như chúng ta thấy ở đây vậy, nhiều quyển sách này. Vì vậy chúng ta không để bị hờ hững cái chữ sờ này đâu, mà chúng ta sẽ cố gắng làm rõ cho con. I read books. La 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 la. At school, I sing and dance. Trong trường hợp này thì ở đây at school vẫn tương tự này. I sing and dance. Ở đây mình có nốt này, da 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 da, và bạn ấy vẫn theo cái nhịp điệu, cái ngữ điệu lên xuống của cái việc là trọng âm rơi vào ai. Ở trường thì tớ làm điều này, tớ làm điều kia, thể hiện cái sự tự hào của bạn ấy. Thông thường thì chúng ta không nhấn trọng âm vào ai, nhưng mà khi muốn thể hiện sự tự hào những cái hoạt động thú vị tại trường thì một cách đáng yêu chúng ta vẫn có thể nhấn, không tạo ra cái sự lố, nhưng mà ý là đáng yêu ở đây. Thì trọng âm đã rơi vào ai rồi, mà nếu mà mình cứ nhấn một cách máy móc quá là sing and dance thì tự nhiên câu này sẽ trở thành là chẳng có từ nào là không bị nhấn trọng âm hết. Nó sẽ rất là nặng nề và buồn cười ạ. Như kiểu là at school, I sing and dance đó. Vì vậy thì đã rơi vào đây rồi thì cái sing này mình dìm xuống, and dìm xuống và dance vẫn đi lên. Da da da, I read books, I do my workbook, I sing and dance đó. Như vậy là vẫn đi lên ở cuối cùng là dance. Đây là được coi đây là một cụ. Yay! At school, I play games. Tương tự như vậy. I play games. Games cũng số nhiều này. At school, I clean up. I clean up. Lúc này thì ai đã dìm xuống rồi này. Và mình nói là clean up. Goodbye. Chúng ta cùng quay trở lại cái at phần school trước một chút nhé, để mình cùng xem lại cái từ clean up có cần quan sát gì nè. Ở đây chúng ta sẽ thấy là từ clean và up thì mình nên nối âm giữa clean và up. Clean này giống như từ read vừa rồi, cũng là âm y căng. I clean up. Đến lúc này thì bạn ấy nhấn trọng âm vào clean và cái ai đi xuống ấy, I clean up. Ok. Và dường như trọng âm rơi vào up đó ạ. Các cụm động từ bao giờ cũng vậy. Ví dụ chúng ta có sit down, stand up, thì think about. Thế thì thông thường ấy, mình cứ nghĩ là trọng âm phải rơi vào động từ chính đúng không? Nhưng thực ra trọng âm lại rơi vào giới từ, bởi vì nó làm cụ thể hóa hơn cái động từ này. Ví dụ sit như thế nào? Sit down. Stand như thế nào? Stand up. Đấy, mình sẽ nhớ điều này nhé. Goodbye. At school, I say goodbye. Phần cuối này mang tính rất là đáng yêu. I say goodbye. Nhưng ngoài ra mình có thể nhấn theo cách thông thường thôi. I say goodbye. Cho âm sẽ rơi vào bye như thế này. Giữa good và bye. Goodbye.